Lộc là mong muốn là sẽ lan tỏa cũng như là phát triển cái văn hóa đọc tại tỉnh nhà, truyền cảm hứng được cho các thầy cô giáo cũng như là khơi dậy được cái tình yêu, niềm đam mê sách ở các em học sinh. Mong muốn là khi mà mình bên cạnh cái việc thiện nguyện á, tặng tủ sách, thì mình sẽ làm một cái chương trình là làm sao đó để mà duy trì được cái tủ sách đó về sau, phát huy được cái ý nghĩa và cái giá trị của tủ sách đó. Đôi khi các em mua tìm đọc sách nhưng mà không có sách để đọc. Thì khi mà chị cũng có trao đổi với thầy cô nhà trường thì chị cũng rất là trăn trở. Và cũng thời điểm đó thì có cái chiến dịch trí tuệ vùng cao á, thì chị cũng có mời thầy cô cùng tham gia. Khi mà biết được cái chương trình đó thì thầy cô cảm thấy rất là ý nghĩa. Thực sự thì buổi sáng ngày hôm nay đối với bản thân chị á, thực sự rất là có ý nghĩa luôn. Và chị cảm thấy là cũng như thầy cô cũng như là các em học sinh là rất là hào hứng. Có cô giáo chia sẻ với chị là chương trình của bên em tổ chức rất là bài bản mà từ trước tới giờ là chưa thấy luôn. Chương trình thực sự có ý nghĩa. Do là tỉnh của chị trước giờ là cũng chưa có tổ chức. Sau cái trường này á thì sẽ lan tỏa được nhiều hơn nữa ở các trường khác tại địa bàn tỉnh. Bởi vì là thực sự mà nói thì các thầy cô cũng như các học sinh thì cũng chưa từng được mà trải nghiệm những cái giờ đọc hạnh phúc như thế này, cũng như là chưa được nghe các thầy cô giáo rồi kể chuyện rồi chơi game rồi thì mình lồng ghép cái bánh mì giáo dục á. Thì chị mong muốn lan tỏa, sau này sẽ lan tỏa khắp tỉnh Bình Phước luôn và ai cũng đều biết đến cái chương trình này, và nhà nhà và các thầy cô cũng như các học sinh đều có tình yêu đam mê với sách. Cha cha tuổi trẻ trí tuệ Việt Nam, cha 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 tuổi trẻ luôn đi tiên phong, cha 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 tuổi trẻ sáng tạo Việt Nam, tuổi trẻ muốn công hiến luôn luôn tìm tòi sáng tạo, tuổi trẻ muốn công hiến. Sau này bro trở thành người thế nào? Tao muốn trở thành người tự kế cống hiến cho xã hội. Gì ba, tụi tế thế nào? Thì giống như mấy anh chị thủ lĩnh đến làm ngày hội văn hóa đọc vùng cao hôm nay nè. Sách văn hóa trí tuệ đặt lần này đó thì mình cũng mong sao là bữa thì hoạt động nó có được ý thức và nó đi lên và nó úp mình. Sách văn hóa trí tuệ đặt lần này đó thì mình cũng mong sao là bữa thì hoạt động nó có được ý thức và nó đi lên và nó úp mình. Cũng chia sẻ là mình nghĩ mình cũng làm như thế này nhưng mà mình không có hoạt động mình làm được, nhưng mà chắc chắn lần này thì mình nghĩ là chắc các bạn hiểu được. Và sau khi hoạt động cái sách văn hóa đọc vùng cao này về giới thiệu cho các em về với lại một số giáo viên trong trường đó, người ta họ nắm bắt được thì họ biết được là ý thức thì họ sẽ có sự hợp tác với mình mới làm được. Chứ mình đưa ra thì giáo viên người ta lơ mơ là không có làm được. Là cảm ơn các cộng đồng Việt Nam mà rất là nhiệt tình và ủng hộ giúp đỡ cho thư viện trường em, cũng như mong muốn như các thư viện trường khác cũng vậy, để cho họ có sự động lực trong cái việc chuyên ngành nghiệp vụ của họ. Cha tuổi trẻ luôn đi tiên phong, cha 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 tuổi trẻ sáng tạo Việt Nam, tuổi trẻ muốn sống.